Chào các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh mua bán xe cũ cũng như là ô tô Bình An. Và ngày hôm nay thì cửa hàng em về thêm một chiếc SUV hạng sang đến từ hãng xe Mercedes-Benz. Chiếc GLC 300 4MATIC sản xuất năm 2019. Chiếc xe này thì có ngoại thất màu xanh Kansai, nội thất màu nâu. Biển số Hà Nội, lăn bánh 3.7 km. Thì ở trên mẫu GLC 300 này thì đây là form chót trước khi hãng ra form mới vào cuối năm. Ở trên chiếc GLC 300 này thì chúng ta sẽ được trang bị một cái cụm đèn pha full LED thông minh. Ngay bên trên đây thì chúng ta sẽ có giải LED định vị ban ngày. Ngay bên dưới đây thì chúng ta sẽ có phần cảm biến va chạm phía trước rất là an toàn. Ở trên mẫu GLC 300 2019 này thì chúng ta vẫn được trang bị một cái bộ la răng 5 chấu kép của AMG. Rất là đẹp. Bộ la răng này cũng có kích thước rất là lớn, lên đến 19 inch. Đây, chúng ta có thể thấy được R19 thể hiện độ to của vành. Ở trên mẫu GLC 300 này thì chúng ta vẫn được trang bị giảm xóc bóng hơi. Cái option này ở form mới thì đã bị cắt mất rồi. Và vẫn được trang bị là cụm phanh to. Cụm phanh to của anh chị các bạn nhé. Rất là an toàn. Phanh đĩa thì được trang bị ở cả 4 bánh. Đây, ở phía sau chúng ta được trang bị cụm phanh to. Lốp là lốp run flap chống xịt. Ở trên chiếc xe này thì được trang bị cái khối động cơ cũng rất là mạnh mẽ. Có dung tích là 2.0 lít turbo tăng áp. Công suất cực đại lên đến 245 mã lực cơ. 245 sức ngựa cho một chiếc SUV đến từ hãng xe Mercedes. Rất là mạnh mẽ. Đây em sẽ quay những con ốc của phần động cơ cho quý anh chị các bạn xem. Đây, tất cả những con ốc thì đều còn nguyên bản hết. Chưa hề tháo một con ốc nào cả. Tất cả những cái chiếc xe ở cửa hàng em thì đều được cam kết bằng văn bản, tuyệt đối không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, quý anh chị và các bạn hoàn toàn có thể mang ra hãng hoặc là gara quen kiểm tra là thoải mái quý anh chị các bạn nhé. Cam kết bằng văn bản cho quý anh chị các bạn luôn. Sai thì hoàn cọc 100% cùng toàn bộ những chi phí đi check cho quý anh chị các bạn. Chiếc xe thì có cái nền sơn rất là đẹp luôn. Màu xanh Kansai này thì sẽ hợp cho những các bác nào mà mệnh thủy này, mệnh kim này, đấy, mệnh mộc này. Một cái màu xanh rất là đẹp. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cốp thì đương nhiên là chúng ta sẽ được trang bị cốp điện. Một chiếc SUV tiền tỷ này thì option cốp điện thì không thể thiếu rồi. Thể tích cốp cũng rất là lớn, đa dụng. Đấy. Chiếc xe này thì sẽ không có lốp dự phòng đâu. Bởi vì lốp của chúng ta là lốp run flat chống xịt. Dính đinh thì vẫn có thể di chuyển mấy chục cây số đến những cái hàng lốp để vá lốp. Rất là an toàn. Nền sơn rất là đẹp đúng không ạ? Nền sơn cực kỳ đẹp luôn. Nội thất màu nâu cực kỳ là sạch sẽ. Nội thất nâu cà phê rất là sạch. Và ghế da thì còn rất là mới. Còn không tránh được những cái vết mà bị bợt. Bởi vì đây là ghế lái, ghế được ngồi nhiều nhất. Nhưng mà nhìn chất da nói chung thì rất là căng. Cực kỳ là mới luôn. Toàn bộ phần yên ngựa, tabi thì đều được ốp gỗ. Đây, option bóng hơi thì chúng ta sẽ có hệ thống nâng hạ gầm, 5 chế độ lái, có cả chế độ sport, chạy thể thao rất là thích. Điều hòa tự động, màn hình. Vô lăng thì cũng có các nút bấm tích hợp, rất là đầy đủ option. Hệ thống camera 360 độ luôn, quan sát quanh xe. Ga thông minh, cruise control. Lấy gãy số vô lăng. Ở đây có cái option rất là được các bác ưa chuộng. Đó là âm thanh. Âm thanh ở trên chiếc GLC 300 này thì là âm thanh Boomaster
13 loa công suất gần 600W cơ. Nghe nhạc thì bao phê luôn. Rất là mới. Đây, keo chỉ nguyên bản hết quý anh chị các bạn nhé. Đây, keo chỉ này. Không mất một phân keo chỉ nào cả. Rất là đẹp. Hàng ghế thứ hai rất là rộng luôn. Rất là mới. Chúng ta có thể nhìn thấy là nó hơi nhăn một chút, nhưng mà đây không phải là do ngồi nhiều, mà đây là do chất da. Chất da màu nâu này thì chúng ta sẽ nhìn nó sẽ hơi nhăn một chút, nhưng mà để em quay sát rồi. Chất da rất là mới, nó không bị nhàu. Cái nhăn này là nhăn tự nhiên, không bị nhàu một chút nào cả. Không nhàu, không sụt. Chiếc xe thì được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Đấy, hàng ghế thứ hai bên phụ đây. Em sẽ quay cực kỳ là chi tiết cho quý anh chị các bạn luôn. Đấy, rất là chi tiết luôn, ghế rất mới. Giá chỉ loanh quanh 1,8 tỷ cho chiếc GLC 300 2019. Rất là mới đúng không ạ? Cực kỳ là mới luôn. Hai ghế trước chỉnh điện, nhớ ghế ba vị trí. Quá trời option. Mà giá hiện tại thì đang rất là hợp lý thôi. Đấy, bác nào mà kết chiếc GLC 300 này thì có thể qua trực tiếp tại cửa em. Đấy, địa chỉ là số 89C đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy. Hoặc là liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại đây. 0967891388, em tên Đạt. Cảm ơn các bác đã xem hết video.